Một ca nữa. Ui, trận này vâng vật đi Ấn Độ vẫn đang rất là đẹp. Royal Champion vẫn chưa ra bánh cơ mà. Ui giời, bật gồng quản giáo luôn khi mà gặp cái bình tàng hình ở đây ạ. Bom đen, bom đỏ gì cũng nhấc người. Ê, lách cái độc đi, lách cái độc đi Royal Champion. Đây là Queen Jack Hybrid. Vào nhà của Gaku. Queen có nữa. Zeti vẫn đang tầm quất tốt ạ. Một pha phá tường ở đây. Rồi rồi rồi, bơm mình cuồng nộ vào. Thương siếc ạ. Headhunter đang cố gắng bắt thanh niên kinh. Cá này đẹp trai hơn đúng không? Áo này á, áo này là Supercell tặng chứ tớ có mua đâu. Áo đẹp này mặc lại team suốt mà. Hay quá nhỉ, đã dọn khu nhà chính và thu Queen. Về hướng dưới 12 giờ lại chơi với đại bàng rồi. Thu Queen gái đại bàng chưa biết bắn ai luôn. Mất em baby. Làm được quả air defense tốt. Phía góc 3 giờ có kinh. Minor Hawk cũng dồn luôn ở góc 3 giờ nữa rồi. Ok sếp ơi. Kết hợp cùng máy khoan chiến tranh trong trận đánh Queen Jack Hybrid này cho sếp. Ổn áp quá nhờ. Bật gông quản giáo đi ạ. Này thì múc với chúng tớ này. Hay quá Queen ơi. Vẫn đang chờ, vẫn đang chờ. Đầu tư tiếp em Queen vào bế đi ạ. Bằng lại. Một ca nữa. Ui, trận này vâng vật đi Ấn Độ vẫn đang rất là đẹp. Royal Champion vẫn chưa ra bánh cơ mà. Ui giời. Tuyệt vời. Một trận thi đấu mở hàng 3 sao quá nét đến từ bạn số 3. Ôi chà. Vật lý Ấn Độ này thì đỉnh rồi anh em ạ. Nét đây. Ok, và đây là Idol Star đánh đầu à? Ô. Oh. Skelly Donut Lalo. Để xem nào. Xếp Star đánh Lalo thì uy tín thôi. Đây đây. Phá vào đấy chứ phá vào đâu nữa. Rồi. Chiếc bốc hội thành với cả là Inferno nhiều tia. Đẹp, gọn gàng luôn ạ. Vâng, bế được cả kho nữa chứ. Nhất chép rồi. Ký câu chiến Blim. Vâng, siêu rồng. Bài đánh này rất là quen thuộc. Bài đánh này giống như hồi nãy rồi. Vâng, rồng chỉ có dọn gọn gàng thế kia thôi chứ cũng không cần gì nhiều. Múc hết là được. Ok. Kinh Nam bị đốt ác chiến luôn. Chưa công thành binh đang bế ác đấy.
Ồ, có xoáy một chút xíu. Golem vẫn đang còn khỏe, siêu đồng vẫn đang thổi khung phía trên nhưng dính một đống bom. Nhưng chính ra như vậy lại hay. Dọn được bom bẫy ở khu vực nhà chính rồi. Queen làm xong cái máy bắn đá. Anh em đang dồn hướng ở đâu đây? Góc 3 giờ đi vô không? Có lẽ là không. Là lô góc 6 giờ hay gì? Thời gian thi đấu không còn nhiều sếp ơi. Quay đi lava. Ồ, bom bẫy dưới này không thấy đâu kìa. Tập trung ở trên khu vực nhà chính hết rồi thì phải. Đóng băng Ifro nhiều tia lại ạ. Quản giáo chưa bật gồng, spell vẫn đang còn rất nhiều. Bật gồng luôn, ốp vào. Em Queen sẽ bị Headhunter tẩm quất luôn ạ. Balloon còn quá đông trong thời điểm này luôn. Bịt máy bắn đá lại một trận thi đấu 3 sao tuyệt vời đến từ Star rồi. Nhanh gọn gàng luôn đi chứ bộ. Chào tất cả anh em mới vô nhá. Đấy, Idol Star cứ phải la lô thôi. Vâng, tàng hình vật luôn rồi. Hay quá nhờ. Game lại dễ bạn ạ. Easy, easy. Quá là mượt luôn. Một đều với tỷ số 3 sao. Retis này. Siêu rồng. Vâng, con gì ở trong khí cầu chiến đây? Super Minion hay Super Archer đây? Khá nhiều bom bẫy đã được phá. Khả năng là Super Minion rồi. Ăn một bom đen ạ. Thế này thì bạn hạ cánh hơi bị xa đó. Thế này là bạn hạ cánh xa lắm rồi đó. Ok. Rồi rồi xong xong Ấn Độ rồi. Tôi nghi lắm. Ca này tôi nghi lắm các bạn ạ. Không ổn một chút nào rồi. Quả này dễ mà chấp nhà chính như chứ bộ. Tím rồi. Bốc được nữa không sếp ơi? Điều tôi lo sợ khả năng nó cũng đến được không ạ? Bởi vì bây giờ mà nhoi nhoi vào thì gặp xương với bẫy. Hai cái X-Bow nó cũng thịt mất Royal Champion thôi. Nó rồi có cũng tím thôi. Rồng Ấn Độ lại biểu diễn này. Càng thật đấy chứ. Chào tất cả các sếp nhá. Ca này bạn Morio rồi. Úi giời, lại có xoáy nữa. Độc dược nó bung rồi kìa. Thôi giao bánh đi, giao bánh đi. Ôi hai sao rồi. Còn con minion thả được. Đúng, con minion thả được đúng mỗi cái góc đấy thôi. Nhích sang bên này thì con A chờ nó bắn cho 72%. Đây rồi, Morio đây rồi. Đánh nhà số 5 này. Nhà này mềm nhất này. Trận này tớ tưởng bạn lại đi Super Bowler nữa. Bạn đi ngược dưới lên đây. Chào tất cả anh em nhá. À, tắt bình chọn à. Nhỉ. Được Queen vào múa này. Có balloon thăm dò các thứ và cho phấn khởi không? Sếp chưa follow, nhớ follow em nhá.
Queen đang bị hai quả X bông vào đất nó bắn cho. Tím người. Bảy mươi chín phần trăm anh em chọn Navi và 21% các bạn chọn là Marcos Esports. Ok, xe phóng gỗ nó mở được tường rồi đấy. Rồi bốc được hai quả bom đen hợp lý và bơm cuồng độ cho ZT tẩm quất luôn cái đại bàng. Sau trận này thì còn trận nữa hơn 11 giờ ở TikTok nhá. Độc dược tím hết cho các bạn ấy rồi đấy. Chuẩn bài rồi. Queen ngoài này đi cũng ghê đấy. Lalo từ trên hướng góc à. 12 giờ à. Mất ngựa luôn. Quả bom đấy là mất ngựa luôn. Ôi, thời gian thi đấu 1 phút dành cho Lalo ạ. 1 phút 10 giây dành cho Lalo. Càng thật. Queen cứ bốc phía dưới và Lalo cứ ủn ở phía trên thôi. Tiếp tục pha đóng băng nữa rồi kìa. Kéo rất nhiều anh em. Quản giáo phải bật gồng dính xoáy và chưa ai bốc. Đùng. Nó có quấn vào độc dược không? Không hề luôn. Dư rất nhiều spell dành cho Morio. 40 giây. Được. Chắc chắn được. Còn gồng Queen, còn băng, còn tốc. À còn tàng hình không xài. Morio này đã khác xưa nhiều lắm rồi. Đỉnh thế nhá. Hơn tỷ lệ phần trăm phá hủy chấp băng và tàng hình đến từ Morio. Rồi tới luôn. Idol không đổi bầy. Không biết có đổi trap không. Và như vậy là bạn cắm khí câu chiến Blim vào đây rồi đấy. Bạn cắm khí câu chiến vào đây luôn rồi. Wow, chạy thẳng đúng bờ tường luôn kìa. Super Wizards là Blizzard Lalo. Úi giời. Ui bom to. À vẫn ăn được nhà chính. Bế kinh luôn. Đúng hợp lý. Bế được trụ Wizards. Hay. Vấn đề bây giờ là còn em đại bàng à. Chào anh em nhá. Bay này star leo top chắc là vậy. Vinh bay này để leo top được. Ice Golem có mặt rồi đấy bạn ạ. King Queen cứ từ từ vào để ăn đại bàng. Ăn xong đại bàng rồi mới vào những anh em còn lại. Cứ bình tĩnh nè. Ừ, còn có phút rưỡi thôi mà mới ăn được có 1/4 bản đồ thôi sếp. Dùng combo tuổi đánh nhà Star. Ừ được rồi đấy, hết giờ bây giờ sếp. Lalo vào phía sau cây thổi gió bạn. Úi dồi ôi, mấy em Sương ăn được quả. Tháp cuồng nộ chạy phấn khởi thật. Bật gồng quản giáo và thêm tốc luôn ạ. Tiếp tục, tiếp tục. Băng tiếp, đúng rồi. Chuẩn bị thêm cái tàng hình nữa nhá. Rồi champion vẫn đang còn cơ hội kìa. Ba mươi giây cho sếp. Vẫn đang còn một cái bình tàng hình. Cố lên nào các sếp Ấn Độ. 19. Vâng. Chấp tàng hình à hay là tàng hình để Sneaky Goblin ăn vào cái kho.
Hay, vẫn là ba sao đỉnh thật. Vâng, Blizzard là lô đánh vào nhà của Star luôn. Hay quá. Ok, và đây là Gaku. Queen Jack là lô. Ok, sếp. Đi Queen ở cụm khu phía dưới này bạn này. Chắc là các bạn ấy muốn làm thêm trận thi đấu 3 sao nữa. Thủng tường đẹp lắm. Tiếp tục bơm cuồng nộ ạ. Bế được quả Inferno nhiều tia rồi. Tiếp nào chưa follow nhiều follow nhá. Có luôn cuồng nộ này. Ice Golem thủ nhà. Vẫn cố gắng không sợ nào sếp. Kinh vẫn đang múa. Bật gồng nốt rồi bạn. Lúc em đại bàng. Tiếp tục cuồng nộ nữa. Headhunter chạy vào bắt Royal Champion. Đúng rồi. Như vậy là đầu tư cái tốc để cho lava chạy vào bật gồng luôn cả quản giáo để cho khí cầu chiến Blim ăn vào khu vực nhà chính. Úi, chết rồi, quăng nhầm hai băng ra cỏ kìa. Chuyện gì đang diễn ra với Gaku vậy? Oh no. Vâng, sếp để hai hàng như thế này để cho Bloon vô thì bấm nhầm hai cái băng. Bốc ruốc rồi. Bốc ruốc rồi, sếp ơi. Chết giờ hết cứu. Úi trời ơi, chấp hai băng chứ không thì xếp ba sao nhà này luôn rồi. Tiếc thật, đẹp thế mà toàn chứ bộ, vẫn 9x, như vậy là vẫn hơn tỷ lệ phần trăm phá hủy của Marcos Esports. Cũng ghê chứ bộ. Vâng, đấy là còn chấp hai băng đấy. Ôi, 92%. Wow. Rồi, đây là Jack. Queen Jack Hybrid. Đưa Queen vô ạ. Sneaky Goblin phá tường luôn. Queen Jack Hybrid trong trận đánh này. Quăng nhầm băng mà quăng luôn 3 sao hả? Cảm ơn sếp Phạm Công Hiền. 20k Momo. Navi chỉ tính sao không tính phần trăm. Ái xa. Ghê đấy. Cảm ơn sếp Phạm Công Hiền rất nhiều nhá. Em đã nhận được 20k hồi máu rồi. Navi tính sao không tính phần trăm. Và chúng ta hãy cùng theo dõi xem pha đánh này như thế nào đây. Ok bạn. Tiếp tục bơm cuồng nộ cho Queen ạ. Ui, ăn cái độc rồi. Độc này hơi sớm không? Đại bàng bắn đau phết. Kinh và trại lính đã có. Và như vậy là
Họ mai được hóp vào ngang hông luôn rồi. Khổ hồi máu bạn ạ. Đã bật gồng kinh. Tàng hình luôn nhà chính. Đấy phải bằng nhưng dính xoáy kìa. Em Queen. Ô Queen mất gồng rồi. Nhà chính chưa ai bế. Ô cái này sai sai không. Bật gồng hoàn giáo luôn. Khi mà gặp cái bình tàng hình ở đây ạ. Bom đen bom đỏ gì cũng nhấc người. Ê lách cái độc đi. Lách cái độc đi Roy Champion. Hawk vẫn đang cố gắng bắt tiếp. Ifno nhiều tia đang bị quay. Đúng rồi. Đúng đúng rồi đúng rồi. Mine Hawk vẫn đang còn ạ. 44 giây và Roy Champion chưa giao bánh kìa. Ô oh. Hay quá. Rất nỗ lực đến từ Marcos Esports. Được đấy, trận này 3 sao đấy. Ôi ôi, anh em nào tầm nay mà đi ngủ thì có phải là tiếc không nè. Trận đánh đang hay và vật lý Ấn Độ vẫn đang khét nè. Vâng, cảm ơn chiếc quách thành phong 20k hồi máu nhá. Ui xôi, anh em vâng hồi máu như thế này vào sao chiếc đánh VIP thật. 3 sao rất đơn giản luôn. Miner còn đông. Ô Jack hay quá. Rồi, đây là Cloud. Skelly Donut Lalo. Ok ok. Đây xếp sẽ phá Hội Thành. Inferno pháo đầy đá gì đấy. Xương với cả là rơi nữa. Bạn đưa vô hết rồi. Rồi bốc luôn cái Hội Thành này. Ơ kìa. Ơ. Rồi. Tới rồi. Ăn được hai cái Inferno nhiều tia nhưng Hội Thành còn bạn ạ. Căng. Vâng phải chăng xếp Cloud vâng, tạo độ khó thêm một chút cho game. Chứ đánh mà có lính Hội Thành nhưng lại dễ quá. Mất lính Hội Thành nó dễ quá. Bật gồng kinh mà rồi. Champion cũng vô ạ. Này thì xúc này. Bịt lại kìa kìa. Tiếp tục là xương ạ. Thợ vẫn đang cố gắng sửa lính Hội Thành đó. Ơ kìa. Bạn đã phải mất một bình đóng băng để bế những em Royal Headhunter rồi. Queen. Quay đi Super Minion quay đi. Ông đen. Ui bạn phải quyết định mất gồng Queen luôn trong pha đánh vừa rồi. Chậm một chút xíu nữa là em Queen đứt. Máy mà kịp quăng. Rồi đứt Queen. Ơ kìa. Ơ sếp ơi. Ồ oh. Như vậy sếp quyết định đánh 2 sao. Sếp quyết định đánh chắc 2 sao. Có tốc. Oh no. À bạn cất dành cái blim nữa. Bạn chưa thả cái blim là vậy. Trong blim sẽ có luôn để ăn khu vực nhà chính. Úi xời. Phần trăm quá sâu luôn cho Idol Cloud rồi. Vâng không thể tin được. Idol lại có một trận đánh 6x như thế này. Căng thật sự. Cái lúc mà không ăn được lính Hội Thành là thấy càng lắm rồi. Và ai ngờ là nhoe nhoét rồi.
64 rồi. 65%. Wow. Đây, trận này em làm trận 3 sao nữa không? Giáp Titan đến từ bạn số 1. Càng đập xét ở cụm phía dưới. Quản giáo có mặt để hỗ trợ phía dưới nhá. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ca này phải cố gắng 3 sao thì mới có nắm được cơ hội. Sẽ phóng lửa cố gắng bốc đây. Đúng rồi, bên Ấn Độ có cơ hội để lật kèo đấy chứ. Quản giáo từ tốn lắm. Rồi, Golem với cả là Titan cũng bắt đầu vào việc rồi. Queen ơi, quản giáo ơi, cuộc nộ hay là gồng đi, chuẩn bị đi nào. Electro đi trước đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đã thêm bình cuồng nộ trong tình huống này rồi. Cho anh em chạy vào sâu hơn và khỏe hơn nào. Ice Golem cũng đông vui lắm. Nhà chính, đúng rồi. Bay hết, bay hết. Inflo nhiều tia ban phải đứt chứ. Oh man. Sao lại 6x đua đòi thế này. Asivo. Mất Queen rồi. Oh man. Chỗ này lại còn có cả Queen nữa cơ à. Ôi trời. Vâng, tạch sâu như thế này thì lại lợi thế dành cho các sếp Navi rồi. Oh no. Đang cố gắng lấy thêm phần trăm. Năm rồi. Bảy rồi. Úi trời ơi, 87% và thuyền Chắc Hawk đến từ Kazuma. Bây giờ đánh cho đủ sao thôi. Thế là đứt rồi. Chết văn thống không sao ạ. 30 mắt đấy các bạn. Vâng, khó hiểu thật. Gaku thì chấp hai băng, sếp Cloud thì chấp lính hội thành, sếp Star thì chấp bay. Ừ, thế thì thua là đúng rồi. Vậy thì khó thắng lắm. Xe phóng lửa này, bế này. Bây giờ đang cố gắng lụm trận 3 sao. Chứ tạch thì vẫn tạch thôi. Em kinh nhớ đang theo cái nhảy mà đi. Theo phe xếp không xài. Đang hình Queen rồi. Xe phóng lửa mà chạm được cái khu lính hội thành thì cũng đỏ đấy. Quản giáo vào một gồng đi.
Super Minion không ăn được khu vực nhà chính nữa rồi kìa. Ô. Vâng, sếp buông thật rồi. Chấp nhà chính thật kìa. Oh no. Có tất cả nhưng lại thiếu em thì khổ. Ôi giời ơi. Bốn mươi mấy giây ạ. Và có lẽ là thắng rồi. Có thể là thắng 3 sao trận này thôi. Nhưng mà thua cả cuộc chiến rồi. Oh no. Đứt hẳn rồi, đứt hẳn rồi. À. Vâng. Cửa lo bây giờ đang ngon đi bắt thế này. Ôi, như vậy là vẫn thua thôi ạ. Vẫn thua tỷ lệ phần trăm phá hủy cho bên Navi. Oh no. Tiếc thật sự rồi. Chiến thắng dành cho Makoto Esports với 91,8 còn Navi chỉ là 91,4 thôi.